dưới ghe thì năm ba bữa thì tôi cũng được năm ba chục bảy chục, mà giờ về đây thì con tôi hoàn toàn lo, tôi chỉ ngồi giữ nhà vậy thôi chứ có làm gì giờ cái tiền. Hiểu được để mình tìm được đó, thì thật sự nó rất là long mong manh lắm, kiếm không có được, từ cái kiếm không được á thì nó cũng làm cho con người mình cũng bồn chồn dữ lắm. Ở nhà cũng không yên đúng không? Đúng, ở nhà cũng không yên. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay có mặt ở đây để Bùi Hồ xem lại coi cái tiến độ hoàn thành công trình xây dựng nhà của chị Cẩm Hường như thế nào. Để ngày mai xem và ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ cập nhật về tình hình của ông cụ phải trai là ông Tư ngay tại Cà Mau, về tình hình sức khỏe cũng như là cô bác quý anh chị đã có yêu cầu Bùi Hồ là hãy chia sẻ đoạn clip về tình hình sức khỏe của ông Tư hiện tại tại Cà Mau. Còn bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây. Vậy là gần 2 tháng ông Tư có mặt tại thành phố Cà Mau cùng sinh sống với lại chị Cẩm Hường. Yeah. Thì hiện nay thì sức khỏe của ông Tư như thế nào, cũng như là cái cảm xúc của ông Tư như thế nào khi mà về sinh sống tại nơi này? Thì cũng vui vẻ với con với cháu ngoại rồi cô bác rồi ở đây cũng là đây đó, thì thấy cũng vui cho tôi, để là mừng cho con tôi được cái nhà rồi này nọ vậy đó. Dạ. Yeah. Thì tôi rất hân hạnh thôi chứ cuộc đời tôi cũng khỏe bình thường. Dạ. Yeah. Nhưng ngặt có hai giò đi hụt nổi thôi, bị nó tê quá. Dạ. Yeah. Hôm nay thì nghe nói là rằng là ông Tư bị bệnh là cái chân này hả? Hai giò nó tê thôi. Đâu sưng lên hay gì? Sưng lên. Đi được không Tư? Được. Ừ. Tại hiện nay thì cái cuộc sống ở đây thì quen chưa ông Tư, quen chưa? Thì cũng quen rồi, đây cũng thân thuộc rồi, có mấy đứa cháu rồi, rồi cháu ở xóm cũng giỡn chơi rồi, thấy cũng vui. Yeah. So với cuộc sống những ngày trước đây ở Phụng Hiệp, Hậu Giang á, thì cái cuộc sống nó lên đên. Ở đây thì bây giờ thì lại cố định hơn và có đầy đủ con cháu, thì nó có khác nhiều lắm không? Thì cũng hơi khác chút là cũng là mừng, nhưng mà ở trên chỗ trển thì cũng mấy cậu đồ con cháu đồ cũng buồn, cũng điện nghe đồ này đồ vậy, thì giờ biết sao giờ thì đôi bên thì chỉ là điện nghe, còn đây mình sống hiện đại với con mình với cháu mình. Có khi nào mình nghĩ rằng mà mình sẽ trở về Hậu Giang để mình thăm những người mà đã từng gắn bó với mình, rồi mình thăm lại coi như thế nào không? Đúng, cũng có suy nghĩ, cậu rồi cũng kêu có khi nào rảnh về trển chơi, về bữa ở về với này. Dạ. Yeah. Cũng có rất là nhiều cô chú anh chị ở trên mạng là khuyên ông Tư hiện nay đã về chung sống với lại chị Cẩm Hường rồi. Yeah. Thì cuộc sống nó đã ổn định rồi, thì ông Tư nên hạn chế bia rượu nè, rồi hút thuốc ít lại nè, thì tại vì cái sức khỏe tuổi cao á thì nó ảnh hưởng đến, uống rượu nhiều thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều, thì ông Tư nghĩ như thế nào? Tôi thì rượu thì muốn bỏ muốn uống này, nhưng mà cảm thấy khi buồn thì uống bị vài cốc chơi, còn có ai thì uống hơi nhiều chút rồi. Yeah. Mà dễ ngủ. Dạ. Yeah. Còn thuốc là tôi bỏ không được rồi, thà tôi bỏ mẹ bỏ cha tôi chứ thuốc tôi bỏ không được rồi. Vậy thì hứa với cộng đồng mạng là mà sẽ bỏ rượu mỗi ngày, ví dụ buồn chỉ uống buổi chiều thôi, chịu không? Ừ, chịu chứ. Rồi bây giờ con muốn ông Tư hứa là sao? Là thì tôi hứa với trong nước ngoài nước cô bác là anh chị đó là chiều cái thì tôi uống mớ vậy cái đồng hồ tôi ngủ mới được. Yeah. Con không biết là ông Tư có xem được cái đoạn clip của con đi cùng với lại chú Tuấn ve chai ngay tại thành phố Long Xuyên về lại Tây Nguyên tìm lại con của mình, nhưng mà khi lên đó thì mọi thứ nó đã thay đổi vì 50 năm rồi. Yeah. Cũng không tìm được con, và hiện nay thì chú thì cũng vài ngày nữa thì chú cũng trở về lại Long Xuyên để nhặt ve chai. Thì ông Tư có cảm thấy mình rất là hạnh phúc hơn so với chú Tuấn, một người mà cùng đồng nghiệp với mình không? Thì cũng đồng nghiệp nhau thì mình cho lại là cũng nghĩ về cái tình
lúc gia cơ nó thế thì mạnh ai nó bước vào thì để sống qua ngày. Thì giờ tôi được lên nhà lên cửa sống với con tôi, cháu ngoại tôi thì tôi rất cùng hân hạnh hơn nữa, vui mừng hơn nữa. Đó, giờ như dưới ghe thì năm ba bữa thì tôi cũng được năm ba chục, bảy chục. Mà giờ về đây thì con tôi hoàn toàn lo. Tôi chỉ ngồi giữ nhà vậy thôi chứ có làm gì giờ, cái tiền. Giữ nhà rồi uống nước trà rồi chơi vậy, hút thuốc rồi chơi chứ có làm gì cái tiền được đâu. Còn cái cảnh thì tôi quay vào cái phi này đó. Cô bác đã cho rong bia đồ, cho tiền, cho gạo. Ngày đó thì tôi sống cũng qua ngày cũng được, nhưng mà không có con, không có cháu thì cũng lắm lúc thì cũng hơi buồn. Rồi cũng lâu lâu cũng nhậu với anh em cô bác trên bờ, nó rủ bờ, thấy mình hoàn cảnh vậy rồi bơi đi lang thang vậy, người ta khi dọn cái nhậu nó rủ lên thì lên cũng mất mớ về để mình đi với bước vào nữa chứ. Chứ ăn nhậu cho cố rồi nằm chèo queo đó rồi làm gì có tiền. Có nghĩa là trước đây ở Hậu Giang thì mình còn phải lo cái miếng ăn cho mình. Mình phải đi vớt ve chai bán hết, xài hết tiền thì mình cũng phải đi vớt tiếp. Đúng. Những rồi. Ngày này thì về ở Chị Cẩm Hường thì cái việc mà cuộc sống hàng nhật của ông Tư á là uống nước trà, ở nhà coi giữ nhà để cho chị Cẩm Hường đi vào công trình coi các ngôi nhà mới. Dạ. Và con cảm thấy là ông Tư á, phước phần của ông Tư là còn nhiều nên là nữ là mới gặp được chị Cẩm Hường có hiếu để mà phụng dưỡng cho ông Tư. Nhưng hoàn cảnh của chú Tấn lội lên tới Tây Nguyên tới 12 giờ khuya. Rồi chú thậm chí là chú rất lo tại vì không còn được giấy tờ giống như những người khác. Rồi phải ngủ qua đêm ở trọ 4-5 ngày thay đổi đi xe cỡ gần cả chục tiếng đồng hồ. Thì ông Tư cảm thấy là mình đã phải nói là cực kỳ may mắn đúng không? Rồi tôi bây giờ cũng đâu còn giấy tờ gì, phải còn giấy tờ bên nhà nước cũng lo cho tôi, đâu phải mà tôi đi vớt cái chai đâu. Tôi lỡ chuyện bé chùm chuộng mất giấy tờ chân. Dạ. Đó. Theo tôi là chiến trường ca tôi về thì là chế độ tôi bây giờ là cũng gần 100-200 triệu chứ đâu ấy. Tiền bạc thì đối với nó quan trọng nhưng mà quan trọng hơn là đối với ông Tư 100-200 triệu thời gian xài nó cũng hết thôi. Mà lương tôi cũng còn hàng tháng à, nếu dạ. Tôi lãnh lần một thì là thôi, còn nếu mà tôi lãnh mà để lương hàng tháng tôi còn thì cái hàng tháng tôi cũng có lương tôi xài hoài. Quan trọng là có con cháu là cảm thấy hạnh phúc rồi. Như con nói thiệt, như chú Tấn bây giờ tìm không được con cháu thì sống lên đơn là lủi thủi có một mình trong đêm vậy. Rồi thậm chí là nhà cũng không có, phải ở cặp mấy hiên của người ta, thấy cũng khổ lắm. Dạ. Thì lúc đó tôi cũng ở trời mưa ruộng cũng cặp mấy hiên ta rồi sống qua ngày. Sau này tôi làm được lên khá, tôi cũng che cái chòi nhỏ vậy. Rồi tôi ở ra ngoài dân lứ rồi cắm câu, đặt lợ. Thì là đêm thì đi xôi chuột bán đó, cũng làm đủ nghệ chứ hả. Xôi rồi mần rồi đầu sáng bưng đi bán đó. Bưng đi bán rồi nhiều mới ăn cơm, mỗi khi bưng bán thì gặp bè bạn ngủ nhậu cái nhậu luôn, rồi sẵn đó có cơm ăn luôn rồi đi về ngủ. Con có nghe chị Cẩm Hường là nói ở trong những cái clip, những cái lúc mà rảnh rỗi, chị nói là trai của chị là thường hay là xuống ghe ngủ. Tại vì không biết cha quen ở dưới ghe hay sao mà kêu cha lên thì cha không lên. Thì cha có thể giải thích cho mọi người biết vì sao xuống ghe ngủ. Tôi bởi vì dưới ghe thì tôi quen dưới ghe rồi. Rồi lên trên này ngủ á, thì có khi là lạ chỗ cái giấc ngủ tôi ngủ không được. Dưới ghe tôi dễ lắm, lộn rồi muốn làm gì làm. Rồi tối muốn nấu nước trà rồi đó, cúng bà cậu rồi trời Phật rồi này nọ, độ hổ cho mình mạnh khỏe vậy. Này nọ, ra tôi cũng quen uống nước trà ban đêm ban hôm.
Thì tôi ở trên này thì có khi đi ra vô đi cầu đồ này đó gì rồi mở cửa mở nọ rồi con tôi giật mình nó ngủ không được. Thứ hai nữa là cháu ngoại tôi làm cho nó ngủ yên rồi mà nó lo ăn học. Nhưng mà có ông Tư có bao giờ suy nghĩ rằng đó lỡ có một cái sự cố nào đó thì khi mà ông Tư bị sự cố dưới ghe nào đó không có kêu con cháu được nè, hoặc là tệ hại hơn tí xíu nữa mà lỡ ông Tư mà có một cái sự cố rất nặng ở dưới ghe đi thì người ta sẽ kêu chị Cẩm Hường thì sao? Cái đó cũng không có ăn thua gì chứ, bởi vì cái số mạng con người. Vậy nhưng mà người ta sẽ kêu kêu chị Cẩm Hường. Tôi cũng biết muốn bệnh hay gì, tôi cũng là lấy thuốc tôi uống hoặc cùng này nọ. Đó, rồi con tôi có xuống thì là nói là con ơi cha ơi bệnh nhiều. Đó, vậy thôi. Chứ giờ cái gì cũng là chờ con này nọ rồi mình lục đục thì sao con cái đó, con cháu đủ ngủ yên rồi mà nó lo nhớ bài rồi này rồi rồi mà nó học đó. Ngày hôm nay á thì coi như là quay đoạn clip này lên cho mọi người thấy về tình hình sức khỏe của ông Tư. Dạ. Thì ông Tư có muốn nói là lời nào với lại cô chú anh chị cộng đồng mạng, những người mà đã từng giúp đỡ cũng như là theo dõi suốt cái hành trình gần mấy tháng trời vừa qua? Dạ, cái đó tôi cũng không biết qua cái vụ đó. Có nói lời cảm ơn nào không? Tôi cũng có lời cảm ơn trong nước ngoài nước kia thôi. Cô bác cũng thông cảm cho tôi vì là tôi cũng chưa có gành tranh ba cái mạng này như thế nào. Nhưng mà cũng nhờ mấy chú rồi cũng là lo lắng rồi cô bác cái trong nước ngoài nước cũng là giúp đỡ cho tôi được là sống qua ngày, tôi cũng cảm ơn rồi đó. Tôi khỏi bơi nhớ cây chai nữa đó. Và cũng còn nữa là một cái lời hứa là ông Tư sẽ uống rượu vào mỗi buổi chiều thôi, ít thôi. Không có uống nhiều giống như lúc trước nữa, tại vì mình xuống đây thì coi như là ở nhà để mà cho con hữu hỷ với con cháu cho vui. Mỗi chiều uống vài ly rượu để mình dễ ngủ thôi ha. Đúng rồi. Dạ, còn nếu như mà là ông Tư mà cuốn hai ba cử con chụp hình con gửi lên mạng. Ừ. Tôi chấp nhận liền. Dạ. Thì bây giờ thì cũng Bùi Hồ chia sẻ một cái đoạn clip ngắn này để mà cảm nhận của chú Tướng người nhặt ve chai hôm nay có đồng hành Bùi Hồ tại thành phố Cà Mau này ha. Rồi con chào ông Tư. Dạ chào cô bác gần xa với mấy chú. Hôm nay á thì cha con mình có mặt tại thành phố Cà Mau theo một cái câu đúng nghĩa gọi là du sơn ngoạn thủy, là đi lên núi Tây Nguyên rồi xong bây giờ lại xuống biển, đi từ miền Trung về tới lại ở tận cái vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Thì ngày hôm nay có mặt tại đây thì tại nhà ông Tư, một ông cụ nhặt ve chai cùng đồng nghiệp với lại cha. Nhưng mà may mắn hơn á là ông Tư lại có được cái nhận được những người con của mình sau hơn 30 năm thất lạc. Thì cái cảm giác của chú, của cha như thế nào? Nói về cái cuộc sống ở vùng sông nước này á thì cảm nhận từ xưa đến giờ sống rất là thoải mái lắm, rất tốt lắm. Nhưng có cái gì mà về tất cả những cái gì mà nó đã tràn trề ước mơ của mình đó, thì nó có nhiều điều mà mình cũng còn có chưa cởi mở được. Yeah. Thật sự là chưa cởi mở được đâu, nhưng mà để trong lòng mình thôi, phải không? Mình để trong lòng vậy đó. Nhưng mà trong lòng của mình cũng phải cố gắng để mình sống, để mình tìm ra cái cuộc sống, để mình lớn tuổi rồi đâu còn cái gì nữa đâu, thôi phải bỏ qua hết đi để mình sống. Nhưng mà cái niềm tin á, niềm tin gần nhất ở đây là cũng có những người thân thương mình, cũng những đứa con nuôi là nó cũng tiếp xúc cho mình trên cái bước đường để mình sống nữa. Cho đó, cái điều đó là cái điều tốt nhất á. Tuổi về cũng sắp sửa rồi, cũng chẳng còn gì đâu. Chia sẻ với cô bác với anh chị biết được rằng á là không phải tự nhiên mà Bùi Hồ sẽ chở cha xuống tận Cà Mau này. Vì những ngày trước đây thì Bùi Hồ có chở cha ngay tại Vĩnh Long để mà xem một cái nơi ở mới, để coi có phù hợp với lại cái điều kiện sống của cha hay không.
được thì cha sẽ sinh sống ngay tại đó luôn. Thì cũng đã xem xong rồi, và Bùi Hồ sẽ chia sẻ cái đoạn clip đó ở trong cái đoạn video clip đó ở clip sau cho cô bác quý anh chị thấy được luôn. Sẵn tiện thì Bùi Hồ đi xuống Cà Mau hỏi là cha có đi Cà Mau với con chơi không, thì do đó bây giờ cha cũng thoải mái đánh hơi rồi, cũng đã thỏa mãn được cái tâm nguyện rồi thì xuống đây chơi. Nhưng mà con muốn hỏi chia sẻ là ông Tư đã kiếm được con rồi, cha thì lại chưa kiếm được con, thì nó cái cả cảm xúc mình nó bồi hồi dữ không cha? Trước tiên thì mình thấy cái cảnh của chú Tư này đó, nó tìm được lại con đó là một cái điều rất là sung sướng, tâm trạng ai cũng vậy hết, vui lắm. Còn đến phim cuộc đời của mình nó cũng đi tìm con, nhưng mà ước mơ, phải nói là ước mơ để tới những cái điểm mà mình đã hiểu được để mình tìm được đó, thì thật sự nó rất là mong manh lắm, kiếm không có được. Từ cái kiếm không được đó thì nó cũng làm cho con người mình cũng bồn chồn dữ lắm. Ở nhà cũng không yên đúng không? Đúng, ở nhà cũng không yên. Nên hôm nay nè, tất cả những cái mạnh thường quân với những người mà đang tiếp sức cho mình á, an ủi rất nhiều. Thôi kệ, cũng phải cố gắng để mình cuộc sống của mình, để bước vào cái cuộc đời mình còn đêm mai nữa mà, chứ đâu phải cũng như vậy nữa đâu. Nhưng mà thời gian tới thì mình cũng phải sống tiếp một cái cuộc đời còn lại. Cái cuộc đời còn lại nữa, sống ở đâu cũng phải làm bằng cái lao động của mình, bằng mồ hôi nước mắt thì mình kiếm được đồng tiền để mình sống. Cũng cùng là chung đồng nghiệp với nhau, nhưng mà thấy cũng mừng cho ông Tư này ha. Đúng, cũng mừng chứ. Coi qua cái cảnh của ông Tư hiện tại, mình ngồi tại chỗ luôn, mình nhìn thấy luôn là mình biết cái hoàn cảnh của ông Tư này cũng có nhiều điều khó khăn dữ lắm, chứ không phải chuyện đơn giản. Có ngồi, có nhìn, có thấy, có sờ thì mới biết được những cái cảnh hiện tại bây giờ. Mình chỉ biết nén trong lòng thôi, nhưng mình biết làm sao. Mình có giúp thì cũng mình có giúp được bằng lời, chứ đâu có giúp được bằng gì nữa đâu. Tại vì mình cũng không có cái gì để mình giúp được. Là vậy. Lần này đi về Cà Mau thì cha thấy vui không? Còn đi chuyến này về Cà Mau thì nhìn về sông nước thì nói đúng ra rất là tốt. Có dự định là chị Hường có nhà mới, thì có dự định là thuê nhà, nếu như ai cho tiền thuê nhà đây đi lượn nhặt ve chai đây được không? Cha có chịu không? Dạ. Nếu mà về cái việc ở chỗ này thì cuộc sống ở đâu ai cũng vậy, đây cũng là sống hết đó. Mà bây giờ thí dụ như mà giờ cho mình cái chỗ mà ở đây, mà những người mạnh thường quân rồi những con là tìm hiểu được đó, thì cũng phải nên ở. Ở đâu cũng ở hết, mà cái chỗ ở như chỗ này nó có đầy đủ lắm rồi. Đến xuống đây ở luôn. Đầy đủ lắm. Đó. Mừng. Tốt. Cũng là một cái vùng ở miền Tây thôi, chứ chả cái đâu khác lạ gì đâu. Nói đúng ra cái chia sẻ mà cái cuộc sống về đây sống là mình rất mừng. Và về đây sống vẫn không ngại đúng không? Cũng không ngại, tại vì cái nghề nghiệp của mình sống là mình biết rồi. Dạ. Nó không có cái gì gọi là bận biểu cả. Và đến mai đó mình lẫn xong về, cái mình buôn bán, cái mình về nhà ở chỗ này, cái mình nấu cơm mình ăn, mình cũng có cái mái che này nọ. Dạ. Mát mẻ mà nhà ngon nữa. Không phải cái nhà che lụp sụp này nọ. Đó đúng là vậy, ai cũng có cái ước mơ mà thích như vậy đó, chứ không có. Chứ nghèo như chú đây là nó đúng là chỉ có một cái tầm tay mình giới tới được như vậy là quá mừng rồi, quá tốt. Đó là cái lời chia sẻ, nói ra những cái tâm tư mà để mình ở những nơi như vậy là tốt, ở đâu cũng vậy. Ở trên mạng là cô chú anh chị nói là chú Tuấn là cha là đẹp trai, chịu kiếm thêm một chú đâu. Nói thật sự ra thì cái cuộc sống mà nói về sau này thì cái đó khó nói lắm. Mà trong cái tâm tư của mình đã có chia sẻ hồi đó rồi. Dạ. Khó lắm, không phải dễ đâu. Nhiều người thân không có vô đâu đúng không? Chính bản thân mình còn lo chưa, mình chưa được, mình sao mình lo cho người ta. Đó là như vậy. Đó là thật sự. Từng hiểu hết rồi về vấn đề cái tình cảm của
nam nữ hết rồi. Yeah. Không phải ai cũng nói dễ, không phải đâu, sai. Sai lầm hết. Phải có thực tế thì mới có nhìn ra cái sự thật của con người mới đến được hay không, là không bao giờ đến được. Nhưng tình cảm thì con người ai cũng có. Cô này đến với nói chuyện với mình cũng có tình cảm vậy. Nhưng mà để trong lòng thôi. Mình có cái gì thì mình có chia sẻ được. Chứ còn mà nói mà không có lý do, cái điều đó là thật sự là không bao giờ có. Không bao giờ có. Dạ. Yeah. Thôi thì con cũng cảm ơn cha đã chia sẻ những cái tâm tư, những nỗi lòng của mình cho mọi người hiểu thêm. Hiểu thêm về một cái hành trình đi tìm con, cũng như hiểu thêm về cái những cái cuộc tình, những cái mối tình ngày xưa, và thậm chí hiểu thêm của một người, một ông cụ mà đôi khi nghĩ rằng là mình lo cho mình chưa xong, nó chi thêm một người nữa. Được, đó là chuyện rõ ràng luôn chứ đừng cái đó. Dạ. Và ngày hôm nay á, thì con đến đây, con cha đến đây thì con thay mặt cho bạn hai vợ chồng của em Tịnh với lại bạn Trang ngay tại Cà Mau. Trước đây cũng đã từng gặp hoạn nạn, khi mà xem được cái clip của cha đó thì khóc rất là nhiều, và gửi cho cha một cái phần quà tuy là nhỏ nhưng mà lại mang một cái giá trị tinh thần cực kỳ lớn, động viên rằng cha hãy cố gắng hơn trong cuộc sống và để sống tốt những cái thời gian còn lại cũng như là thời gian trước đây cha sống. Bạn thì gửi cho cha 100.000. Rồi tiếp theo là một phần quà của bà có tên là Tân Minh ở Lâm Đồng, gửi cho cha phần quà 1.000.000. Con gái. Dạ. Dạ. Đây những phần quà là rất là quý báu lắm đó. Dạ. Mặc dù nó không là cái gì, nó không là cái gì đâu. Nhưng mà đây cũng là cái nơi để cho mình tiếp sức cho những người lớn tuổi để tìm vào trong cái cuộc sống. Nó nho nhỏ nhưng mà nó quý trong cái lòng. Quan trọng là tình cảm người ta dành cho mình. Tình cảm cho mình đó. Chú cũng rất cảm ơn tụi con. Mừng. Dạ. Dạ. Nói đúng ra giờ có tích sức bao nhiêu thì chú cũng nhận hết. Vâng, chân thành cảm ơn cô bác anh chị là Mạnh Thường Quân đã cùng đồng hành để mà hỗ trợ cho hoàn cảnh của chú Tứng nói riêng và tất cả những hoàn cảnh khác nói chung. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video lúc sau ha. Bye bye. Bye.